Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Và mình là Gà Game đây. Hôm nay mình sẽ quay trở lại với con tướng tủ của mình, đó là con Omen. Và kèo hôm nay mình đi với một cái kèo rất là khốn nạn, phải gọi là rất là khó chịu, đó chính là kèo Vered. Hôm nay chúng ta sẽ đi kèo Vered Omen nha. Và mình sẽ sắm cho mọi người một build đồ có thể ăn đứt con Vered dở hơi này. Ô lũ bụi, lũ bụi. Cái đồ chơi bẩn kìa, nó cứ chui chui trong bụi, mình không kéo được nó. Bực mình ấy nhỉ. Mình đi kẹo. Đấy, bực mình nó lên 2 rồi. Thủ che rồi. Bực mình thật đấy. Sợ thật, bực mình thật đấy. Mình đi kèo mình sợ bực nhất là đi với mấy con Zuka hay là mày Zuka và con này. Nó cứ chui trong bụi mình không kéo chúng được. Pha đó mình kéo chúng thì mình có thể quật được. Chơi bẩn thế này. Được rồi. Mà cũng đúng thôi. Đấy, đó là lối chơi bẩn đấy thì cũng là do chất. Đó là chất tướng của con Vered này. Nó chất tướng kiểu cứ này thì này này. Này chơi bẩn đi. Kia kia ok ok. Này thì này này. Còn về nếu mà solo 1-1 ấy, con Omen này không bao giờ thua con Vered đâu nhá. 1-1 nhá. Còn nếu mà gọi 3-4 thằng lên để cho xoay xích ấy thì lúc đấy thì mình không biết. Còn nếu mà solo 1-1 con Vered không bao giờ có tuổi. Và đó mình thua thì cũng là do mình sơ suất thôi. Kể cả một top Omen hay best Omen nào đó thì đôi khi cũng phải thua thôi. Không phải cứ top Omen, best Omen thì trận nào cũng thắng đâu. Này này, hai mạng nhá, hai xác. Cây đây hai mạng. Một mình ăn. Cái tội chơi bẩn này. Trêu ông này tí, cái tội chơi bẩn. Còn bây giờ hai đứa level 4 ấy, mình xích vào mình. À, sủa. Kinh thế nhỉ. Cái cái tụi chơi bẩn đầu game mà trận này mình sẽ cho biết thế nào là chơi bẩn nhá. Hay ngay là top Omen hay là top Floor hay là top lần sau chừa nhá. Hay là top con gì đó thì cũng phải có thua đâu. Không phải cứ cầm một mình con tướng Omen hay là cầm một mình con tướng nào đó thì sẽ thắng đâu. Đó. Kai'Sa cũng là một kỹ năng nhá. Mọi người hãy tập cách Kai'Sa này khi mà mọi người farm lính này. Bây giờ mình xích vào mình ăn tốt cái loại này, cái chất tướng kiểu sinh ra đã chơi bẩn rồi. U kia ấy phản đam lại hai tên kia cùng một lúc. Ăn tốt nha con Omen này, solo 1v1 ăn tốt con Vered. Tất nhiên thì cũng phải lên down, nhưng mà nếu mà không lên down thì mình chỉ cần né được cái đòn xoay của cái con Vered thì mình vẫn ăn tốt thôi. Cứ xích nó vào, ủ nó về một góc. Cứ đi vào giữa nó là nó sẽ không xoay xích được chúng mình. Chúng mình. Cái tội chơi bẩn à. Ghét nhất là những cái loại chơi lúc bụi trong kiểu trong game Liên Quân Mobile này, nó không có cái mắt ấy thì nó cứ chui trong bụi thì mình không có mục tiêu để nhầm. Còn ở trong Liên Minh ấy nó có cái mắt, hoặc là nó có kiểu là cơ chế bấm vào tướng địch là mới đánh đấy, kiểu đấy. Còn ở đây mình cứ bấm chiêu một thì nó sẽ kéo thôi. Đáng nhẽ pha đó thì mình phải căn hướng nó sẽ kéo chúng, hoặc là như vậy thì mình cũng không thể đánh thường được. Nó cứ chui trong bụi, chui ra chui vào, bực mình thật đấy. Tinh đinh bắn rất là đau. Phù hiệu để mà gây sát thương lớn nhất, gây sát thương hiệu quả nhất cho con Omen này chính là cái tinh linh rồi. Cái lấy được cái chú mít đâu đây. Xích vào luôn. Tầm này mình đủ trâu mà. Cái lấy vừa lấy được trụ vừa giết được người kìa. Phoenix quá chủ quan rồi. Phoenix cứ nghĩ là mình không dám băng trụ. Ôi dồi ôi, bò lạc. Ui giờ bắn xịt ngày thế.
Chắc là cái trụ này mình không thể giữ được rồi. Tấn công tướng địch, vê hèn. Tôi chết rồi. Không giữ được cái trụ này rồi. Chui hết lên trên kia, chả ai phụ mình thủ cái trụ này. Không sao, một cái trụ mid và một cái trụ top thì chắc chắn là cái trụ mid nó sẽ, khi mà mất đi nó sẽ bị bất lợi cho team hơn. Còn trụ top thì mình đi top mình khỏe mà, mình có thể giữ được. Mình có thể gọi là không sợ bị bắt lẻ. Kiếm Fenrir được hoàn thành. Tiếp theo là một món để khắc chế con Vered, chính là đao truy hồn. Đâu rồi, Vered đâu rồi? Lên hết trên kia rồi thì chúng ta sẽ trả lại một cái trụ đã mất thôi. Ok, bảo rất nhanh. Một con Omen là con tướng đẩy trụ rất là nhanh. Mình xem mấy ông gì có một cái build đồ có tốc đánh. Chết rồi, thanh niên này chết rồi còn gì nữa. Ui. Ui mày thế, không đủ đam kìa. Wow, thế mà không chết ạ. Có một cái build đồ có đủ 40% tốc đánh, có nhiều tốc độ đánh có, thì con Omen này có thể băng trụ không cần lính. Cần một cái gọi là cái trụ tề, cái trụ mà khi chúng ta phá thì chúng ta sẽ win ý. Con Elsu lên giờ thần cung rồi. Một món trang bị mới. Không biết Omen có thể lên giờ thần cung nhỉ? Mình nghĩ là có thể đấy, nhưng mà sẽ không được tối ưu. Ngon, có bù rồng ngon. Farm khoái sướng hẳn. Khả năng vẫn phải lên hơn trên Choi. Trận đấu thì cũng diễn ra rất là nhanh, nhiều khi chưa full đồ thì chúng ta đã kết thúc game rồi. À, lại chơi cái kiểu gọi người à. Ferret từ nãy bị mình sơi cho mấy mạng, hai mạng thì phải. Không dám nhởn nhơ nữa rồi. Tầm này mà ra mà xoay trước mặt mình ấy là mình xích vào mình quánh cho chết luôn. Mọi người đừng vội mà xích nó vào nhá, cứ đợi nó xoay xích xong, không là nhỡ mà nó đang xoay nó được miễn khống chế là hơi bị mệt đấy. Nếu mà trượt xích thì mình vẫn ăn được nó. Chất tướng kiểu nó vừa gây choáng, nó vừa xoay xích, trong thời gian xoay xích nó lại còn được miễn khống, nó còn vừa được di chuyển nữa. Rất là khó. Rất khó chịu. Gặp cái kèo Alan Vered thì Alan bị khắc chế cứng luôn. Hay là Ryoma nó cứ tung xích bực mình lắm. Ủa. Tấn công tướng địch, Vered. Ok, bào cả trụ lẫn người. Ui giời, tôi mù mắt rồi. Ok, video của mình đến đây là hết mất rồi. Hẹn gặp lại mọi người những video sau. Đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ mình nhé. Và chia sẻ video cho các bạn, mọi người cùng xem nhé. Tạm biệt mọi người.